Đây, thành quả của mình đây. Bây giờ chúng ta cùng ăn nha. Mình mời cả nhà. Đây là hôm nay mình mua được cái chân bạch tuộc rất là to các bạn. Mình đem đi hấp xả. Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức nha. Mời các bạn. Nó rất là dai, rất là ngọt. Hấp xả thì cái mùi vị nó rất là thơm. Hôm nay mình làm gỏi đu đủ Thái Lan. Có trộn trộn kèm cả bún tôm khô rất ngon các bạn. Đây, thành quả của mình đây.
Bây giờ chúng ta cùng ăn nha. Mình mời cả nhà. Đây là hôm nay mình mua được cái chân bạch tuộc rất là to các bạn. Mình đem đi hấp xả. Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức nha. Mời các bạn. Nó rất là dai, rất là ngọt. Hấp xả thì cái mùi vị nó rất là thơm. Hôm nay mình làm gỏi ru ruột Thái Lan. Rất trộn, trộn kèm cả bún, tôm khô, rất ngon các bạn. Chợ Đài Loan á các bạn, cái chân bạch tuộc này rất là dễ mua. Mình mua hai cái to như vậy chỉ có 100 khoai thôi, thì tính theo tiền Việt Nam mình khoảng là gần 90.000 đồng các bạn. Nhưng mà khi mà mình hấp xả ăn rồi thì rất là ngon, rất là rẻ. Thịt nó rất là dai mà rất là ngọt, trộn kèm với gỏi đu đủ bún thì thật là rất là hồng, rất là ngon các bạn.
Kỳ sau chúng ta sẽ cùng làm nhiều món ăn khác nha các bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.